Con cáo rời quê hương đến thành phố lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nó muốn sống, nhưng lãnh thổ vốn chỉ thuộc về con người này khiến nó cảm thấy mất mát. Từ cảnh xe cộ tấp nập khắp các con phố, con cáo bị các phương tiện chặn lại và nỗi hoảng sợ, bất an trong lòng những người dân vây quanh ngã tư nhắc nhở nó rằng nguy hiểm đang đến gần. Để tránh bị con người tóm gọn, con cáo nhanh chóng nhảy ra khỏi đám đông, không phân biệt được tình trạng đường đi nên hút đổ túi sách của một người phụ nữ rồi nhanh chóng chạy sâu vào lòng đường, chuẩn bị tìm một ngóc ngách làm điểm tựa. Chú thích tạm thời nó cứ chạy sâu vào con hẻm và cuối cùng cũng tìm thấy một nhà kho bỏ hoang ở cuối con hẻm. Cáo nhìn quanh, xác định không có dấu vết của con người, sau đó nhanh chóng chạy vào một đống vỏ giấy vụn và trốn, người phụ nữ bị lật túi trước mặt người thấy mùi cáo liền đuổi theo. Nhưng cô ấy đứng trước cửa nhà kho, nhìn sang không thấy bóng dáng con cáo nào cả, tôi tưởng cô ấy có thể đã rời khỏi đây nên đành quay người bỏ đi. Nhưng có một cư dân khác của nhà kho bỏ hoang ngoài trời này, một con mèo cầy hương trắng, là thú cưng được đội xây dựng nuôi dưỡng tại đây. Con mèo trắng quanh năm sống ở đây rất cô đơn, nhìn thấy cáo đến, hắn có chút hưng phấn. Mèo trắng hỏi cáo vì sao lại đến đây, Phóc Tốt nói, vốn dĩ hắn dự định đến thành phố này để kiếm sống, nhưng phát hiện nơi này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Mèo trắng hiểu hoàn cảnh khó khăn của cáo vì các loài động vật rất khó có được chỗ đứng trong thành phố. Để thưởng cho vị khách phương xa này, con mèo trắng dùng móng vuốt cào mở bao, đánh rơi một chiếc đùi gà, tót 4 năm ngày không ăn gì liền chộp lấy chiếc dùi trống trên mặt đất mà ăn. Đó là món ăn ngon nhất anh được ăn kể từ khi rời rừng. Xét thấy tốt không còn nơi nào để đi, Mèo trắng cho phép anh sống tạm thời trong nhà kho bỏ hoang. Nhưng đến nửa đêm, con mèo trắng đang ngủ say bị tiếng chuột đánh thức. Khi mở mắt ra thì thấy Tốt đang bắt chuột. Hóa ra để trả ơn lòng tốt của con mèo trắng, Tốt muốn bắt một vài con chuột và dâng chúng cho nó. Khi ánh nắng ban mai tràn ngập tòa nhà xưởng bỏ hoang, một hàng xác chuột nằm trên mặt đất. Trước mặt là một con mèo trắng. Các công nhân nhìn thấy những con chuột này trên mặt đất, tưởng nhầm là mèo trắng nhẹ nhàng vuốt đầu. cao Tốt ngủ trong hộp bìa cứng vì quá mệt để bắt chuột nhưng điều anh không biết là các công nhân đã dùng xe nâng để xếp nó cùng với thùng các tông vào xe ngựa, quảng cáo rời thành phố trên xe tải và đi về vùng nông thôn. Mới đi được nửa đường, Tốt đã nhảy xuống xe trong lúc các công nhân không để ý, lúc này anh kiệt sức và loạn trọng đi đến một khu trang trại. Lão Mã nói với hắn rằng không nên ở lại lâu ở đây vì ở đây thường xuyên có thợ săn nên Tốt chỉ có thể tiếp tục hành trình về phía Bắc. Sau đó anh mới nhận ra rằng mặc dù các thành phố lớn rất tuyệt vời nhưng chúng cũng rất bất lực. Anh nghĩ đến những người bạn của mình trong rừng, trên đường đi, anh đi vào một cái hố cây, Lúc này, một con cáo cái khác phát hiện ra Tót, cô từ từ đến gần cái hố cây và nói với Tót rằng đây là tổ của anh, nhưng anh có thể cho phép nghỉ ngơi tạm thời, Cốt rất biết ơn anh ấy vì đã nhận anh ấy vào. Dần dần, hai con cáo này sinh tình cảm tốt đẹp, chúng cùng nhau đi xuyên rừng và săn chuột. Tót nói sẽ đưa cậu đi tìm bạn bè, nơi họ có thể cùng nhau xây tổ ấm. Đáng tiếc hắn quên mất đường đi tới. Sau đó, Tót hỏi gà đuôi đỏ xem nó có nhìn thấy lửng mật, rắn độc, thỏ và các động vật khác là bạn của nó không. Gà đuôi đỏ nói rằng lúc này chúng đang ở trên đỉnh núi và có thể đến đó bằng cách đi theo con đường này. Lúc này, có mấy người thợ săn đi tới Thảo Nguyên, thổi tù và sai đàn chó săn đi tìm mùi của cáo. Hơn chục con chó săn đã đánh hơi được mùi cáo để lại khi nó chạy trốn. Những người thợ săn biết ở Thảo Nguyên này có một con cáo muốn săn nên để chó săn dẫn đường, hoảng sợ đi theo phía sau, hai con cáo đi chạy đường. Cáo cái bỏ chạy vào rừng, con cáo được tót chạy lên sườn đồi nhìn cáo cái đang bị chó săn truy đuổi. Tót liều mạng chạy xuống sườn đồi, thu hút đàn chó săn về phía mình. Lúc này, tất cả đàn chó săn đều lao về phía Todd, Todd đang tuyệt vọng chỉ có thể quay lại sườn đồi một lần nữa, và những người bạn của anh cũng nhìn thấy bóng dáng của Todd để cứu Todd khỏi đàn chó săn. Con chim ưng bay lên đỉnh núi và dùng móng vuốt đẩy con chó săn xuống sườn đồi. Con cú cản trở tầm nhìn của thợ săn, thuận tiện cho họ nhìn thấy địa hình trong thung lũng và thợ săn sẵn sàng từ bỏ việc truy đuổi. Todd quay người bỏ đi, tiếp tục truy đuổi con cáo cái đang trốn trong rừng. Con cáo cái cũng gặp tình thế khó xử tương tự và bị đuổi lên sườn đồi, lúc này nó kiệt sức và bắt đầu trượt xuống trước khi lên đến đỉnh đồi. Lúc này, càng có nhiều chó săn vây quanh anh ta, vào thời điểm nguy cấp này, con rắn độc nhanh chóng lao tới trước mặt người thợ săn và cắn mạnh vào chân ngựa khiến con ngựa sợ hãi không thể đứng yên. Sau khi cùng người thợ săn lăn xuống sườn đồi, hai chú cáo đã được giải cứu thành công và vui vẻ đoàn tụ với những người bạn động vật của mình.